Chào mọi người nhá. Nay sinh với lại một anh nữa ở ngoài huyện. Đấy, về chở gỗ cho chú ngài. Đây, chủ xếp đây. Các chú nói thì mình không biết nghe đâu, nhưng mà cái nôm na biết sơ sơ đấy, biết vài từ, kiểu mỗi người một tiếng ấy. Đây là thiếu chủ ấy. Thiếu chủ xếp gỗ này. Chú ngài ơi, bảo là chào mọi người thì nói tiếng của chú là nói như nào? Vâng. Thế à? Không biết nghe đâu, nhưng mà biết là nôm na là như thế. Ôi, lúc kia có học được cái gì đâu. Học được mấy từ vớ vẩn ấy, như ăn cơm linh tinh các kiểu thôi. Đây, anh chủ xe bên dưới này. Vâng. Đấy, hôm nay nắng đẹp này. Đấy. Thời tiết rất ủng hộ đấy chú nhỉ. Sáng nay trời hơi âm u, nhưng mà chiều nó lại nắng đấy. Không thì lại không lên được chỗ này. Nó mà cứ âm u như sáng nay thì nó lại không lên được chỗ này. Gỗ lăn. Đây là chiếc Yangma 2000 à. Đấy, anh này đang có ý muốn bán đấy. Xem mọi người có nhu cầu thì liên hệ nhá. Mình sẽ bảo cho ông anh. Ông anh này hôm nay mới quen thôi. Anh mình tên là gì nhỉ? Em chưa biết này. Hin à? Đây, anh tên Hin. Rất đẹp trai, có cái tên này cũng độc và lạ. Đây, hộp số, cái này là gọi là hộp số rác, như trong miền Nam người ta hay nói thế, còn em không biết lắm. Đây là chiếc Yangma 2000 này, có cái hòm để đồ đằng sau. Có chiếc ghế xinh cute, vô lăng, có ốp vô lăng đàng hoàng nhá. Đây, anh chủ đây, đây rất cơ bắp nhá. Đấy, anh đang có ý muốn bán đây. Anh ấy đang nói chuyện điện thoại. Không, mình hỏi xem anh ấy muốn giá như nào thì để anh em tham khảo. Đây, cầu còn khô rong nhá. Thùng này dài 2m7 gì đó. Đây, có cái hòm để đồ rất to, có thể để dao, để búa các kiểu, để lơ vía để mình dự phòng. Đây, chiếc Yangma 2000. Anh em nào mà tầm tiền khoảng mấy chục triệu thì đấy, có thể liên hệ qua số điện thoại mình để ở dưới video. Nghe đấy, nghe anh ấy bảo con này máy cũng ngon đấy. Thì không biết đâu, hôm nay cũng mới biết thôi. Anh ấy cũng bảo ngỏ ý muốn bán. Bán xong mình mua con to anh. Vâng. Thôi mua con to chạy sướng anh ạ. Cái gì cái thế thôi, to là nó sướng rồi. Không cần biết như thế nào, nhưng mà cứ to là sướng rồi. Vâng. Cái gì to nó cũng sướng. Đây, nếu anh em nào mà có ý định đi mua xe, hoặc là mới mua xe mà chưa biết ấy, thì mình bảo các bạn nên lưu ý điều này này.
Đấy, mua xe cái cắt đăng này mình cần phải bảo các anh thợ người ta đóng cho, làm cho dài vào để hộp số thụt lùi về đằng sau một tí. Các anh thợ đóng người ta không lái cho nên người ta không biết. Nhiều anh thợ bảo là ôi không cần dài đâu, tuột được thì anh bảo hành. Nhưng mà không phải đâu, mấy anh đấy có được đi đường đồi đâu mà mấy anh đấy biết. Anh đấy không biết đâu, khẳng định luôn như thế. Mấy anh chỉ biết đóng thôi, chỉ biết làm ra sản phẩm thôi. Còn trải nghiệm là người mua chúng ta trải nghiệm thôi. Đây. Lốc kê à 8 tấn. Lốc kê to. Cầu 5 tấn. Đây là xe của mình này. Đấy. Bốc đầy như này là được cũng 7 xít. Thùng này là chở được hai khoang keo nhá, hai khoang, mỗi khoang 2 mét này. Nếu anh em nào muốn biết mình nối như thế nào thì đấy, liên hệ hoặc là bình luận bên dưới để mình gửi video trực tiếp cho mấy bạn xem. Không thì mấy bạn lại bảo không tin mình nói điêu này nọ, nhưng mà không phải đâu nhá. Cái này mình có thể chở được thêm một khoang 1.3 nữa nếu mỡ ấy. Còn keo thì mình chở 4 mét, còn cái này chở hai khoang 2.6 thì không được rồi. Chỉ chở được thêm khoang 1.3 đằng sau nữa. Nếu muốn biết là mình nối như thế nào thì đấy, anh em có thể bình luận ở bên dưới video. Đây rồi em ơi. Bên trên kia không có chỗ để rồi à? Ok. Rồi thế nhá, chào mọi người nhá. Mình chạy đây. Hả? Anh có biết nói tiếng Mông đâu. Video đến đây thôi. Mong mọi người ủng hộ mình nhé.